Ngày 20 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu đang lập hồ sơ để chuyển một đối tượng bị bắt giữ cùng tăng vật sang đội cảnh sát điều tra do đã tự ý lẻn vào kho tạm giữ dắt trộm phương tiện vi phạm ra ngoài. Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 20 tháng 11, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng phát hiện đối tượng NVAT sinh năm 2007 quê Quảng Bình đang dắt xe máy biển kiểm soát 73AG03980 ra khỏi nơi tạm giữ phương tiện vi phạm nên tiến hành kiểm tra qua đó phát hiện đối tượng chưa có quyết định biên bản trả lại tăng vật phương tiện vi phạm hành chính của cơ quan công an nên đã tiến hành bắt giữ người cùng tăng vật để xử lý. Quá trình làm việc, tê khai nhận ngày 8 tháng 11 đã bị tạm giữ phương tiện do nhiều lỗi vi phạm, do trước đó từng bị xử phạt nên nắm rõ khu vực tạm giữ phương tiện, cùng với không có tiền đóng phạt nên đã tự ý lẻn vào để dắt phương tiện ra ngoài, mục đích là chống tránh việc đóng tiền phạt nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện.